cái tên này là ở đâu? Sao Việt, cái Việt này hỏi đi, điện hỏi đi. Ờ, số Việt này ở bên Cầu Giấy hay gì á. Cầu Giấy nè. Cầu Giấy đây nè. Cầu Giấy tới đây. Hai chủ á, hai chủ bốn con. Mấy con là bỏ quán ta cậu chị. Chưa chưa. Đây, uống MB không? Đi. Chị bán chị nói giá mà khỏi ổng hả? Thôi. Là cũng như là anh trở về rồi anh nói giá rồi anh đi đâu anh đi thì xin chứ nào anh chị khoảng giờ sao rút cửa không có chó làm gì đâu rồi ok trắng em biết bò Italy á bây giờ là muốn chuyển qua con giống này đang nuôi cho biết cái trại của chị nuôi cho biết trước tiên bắt về cặp rồi đang có coi thì cái nguyên cái xã của con nha nó chọn nha rồi nuôi bò trắng không à bây giờ anh bắt con bò cơ bắp này đi con cơ bắp này cái con này hai con này xứng nè để hòm kéo ngoài coi con bự này hả? Dạ. Nếu anh quất con bự này hay con bự này? Hàng này nấu sứng nhau, nó ta này nhỏ. Anh coi sao hả? Hai con sứng hả? Anh kéo cả sứng. Rồi chị cột qua đây, chị cặp cho đây. Hoàng, hoàng, để cho anh lên bốn bò này kìa. Rồi anh dẫn cho anh coi. Rồi chưa? Lên đi. Lên đi rồi điện. Lên đi rồi ấy đi, lên bò đi. Lên bò đi rồi. Em mình coi đấy. Bây giờ trả lại hai con không? Bây giờ trả hai con nữa, trả bốn con sao trả? Mà sao ông điện đâu không hỏi thử đi, ông hỏi hai con bự gì đâu? Ông hỏi vậy, hỏi hai bự một chủ. Ông hỏi hai bự qua bị đèn ghế trong gì vợ? Ghế trong gì vợ? Rồi hỏi cái hai bà bự đi về đâu? Điện trong giấy đó đó. Điện chủ sao tiếng mất kỵ không có mất kỵ hay là không có ghi lộn số trời kỵ đâu có mất kỵ mình ở đây mất kỵ gì ừ thì ông gì vợ gì ghế đó con bò nhỏ về đâu? Thấy chưa? Nè, nè, nè lên hai. Sao?